Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. World Watch. Thì hôm nay em có về chiếc Psycho Preset SARC015 Rất rất đẹp Và cũng rất rất hiếm thời điểm hiện tại Giao lưu với các bác chỉ có là 12 triệu 500 ngàn Giá ok chưa các bác? 12 triệu 500 ngàn à, Con này là một trong những con trong bộ siêu tập SRC Uh, con trong bộ siêu tải SRC nổi tiếng nhất thì các bác phải kể đến đó là con SRC 013 con SRC 013 là con đồng hồ Seiko được Thủ tướng Shinzo Abe Đấy, yêu thích nhất thời điểm trước đây khi mà ông còn đương nhiệm cũng như là đang còn sống đấy hơi tiếc là ông ấy đã mất rồi thì SRC015 là một chiếc mặt trắng Với con SRC013 thì nó sẽ là mặt đen Con đấy thì em có lên cho các bác rồi và hiện tại em vẫn đang còn Con đấy là con gọi là Ki của Thủ tướng Shinzo Abe đấy Đấy thì Con đấy là màu đen, con này thì là 015 là màu trắng Ngoài ra thì em còn một con là 018 Rose Gold mà dây da nữa Cũng rất đẹp thì có thể nói là cái thiết kế của bọn SRC này nó có một cái điểm mà khiến cho anh em khách hàng rất là ưng ý đó là cái thiết kế theo kiểu dạng kính vòm cong hết lách vòm đấy thì với cái kính dạng vòm này thì khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông ngon nét gì đấy nó classic nó cổ điển hơn rất là nhiều nhất là đối với những bác nào mà làm văn phòng thích một chiếc đồng hồ không quá là sặc sỡ đeo thì trông ngon nét gì đấy nó sang mà nó lại cổ kính nữa thì bọn SRC là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời em khuyên thật với các bác là cái dòng SRC này lên tay thì không có gì mà chê cả thật sự các bác là rất đẹp luôn rồi thì con này còn mình đồng hồ các bác chú ý nhé dây thì chúng ta có một bộ dây mắt nhỏ một bộ dây mắt nhỏ ở đây thì chúng ta có là ba mắt đánh xước và hai mắt đánh bóng bộ dây mắt nhỏ này thì ôm tay thoát mồ hôi tốt và độ nặng thì vừa phải tất nhiên là nó không quá nhẹ nhưng mà nó cũng không quá nặng đó là ưu điểm của dây mắt nhỏ rất ôm tay các bác nhé khóa thì thép đúc đặc rồi logo psycho khắc chìm vào trong đánh phay xước bấm vào chức năng tiện lợi con này mới chín tám chín chín các bác yên tâm là rất mới nhé thiết kế càng thì rất là giống với thiết kế càng của mấy con cốc tai đấy có thể nó là một cái gì đấy nó đặc biệt của những cái con kính cong cho nên là cái sử dụng cái phần càng cũng khá là giống nhau đúng thì là hình trụ có logo Seiko được khắc nổi này toàn bộ benzo càng thân thì đều được đánh bóng để tạo ra cái độ sang trọng cho chiếc đồng hồ thì phải nói thú thật với các bác đây là một con hùng đồng hồ không quá là sực sỡ nhưng mà đeo lên tay cũng không phải là dạng mà uh, bình thường đâu các bác nhá trông rất sang đấy sai chuẩn 40 luôn này độ dày con này là 12.4 tuy nhiên nếu mà tháo cái kính vòm này ra thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 11 thôi bởi vì kính con này là kính vòm các bác chú ý nhé không phải là kính phẳng đâu và lắc lắc của nó giờ là tầm 47 size 40 thì phải nói đeo các bác là cực kỳ dễ rồi đây cổ tay 15.7 đeo đẹp luôn này miễn chê các bác nhỉ đẹp như thế này cơ mà Đấy. Nhìn này. Các bác nhìn này. Trông rất cổ điển nhá, sang mà cổ điển. Bác nào đúng dân mà đi làm ấy thì không có gì để mà chê cả. Con này mà phối sơ mi vest hay là cái đồ gì trông nó vintage một tí, trông nó cổ điển một tí thì đeo nó cực kỳ đẹp luôn. Thậm chí phong polo có cổ đi cà phê bạn bè cũng rất được luôn. Con này rất dễ đeo luôn. Cổ tay 15.7 đeo đã đẹp như thế này rồi thì các bác cứ hình dung là cổ tay 17 18 nó còn đẹp hơn nữa. Đó, không có gì để mà chê cả kính các bác để ý này kính con này là kính theo kiểu dạng hắc lách vòm cong cao rất đẹp tất nhiên là chúng ta vẫn phải kể đến là ưu nhược điểm của kính hắc lách này thứ nhất là chịu va đập của nó thì nó tốt hơn kính sapphire nhưng chúng ta vẫn phải nói đến đó là nó sẽ không chống xước hoàn hảo như là kính sapphire đó nhưng mà tại sao nó không làm bằng kính sapphire vòm cong mà nó lại làm bằng kính hắc lách là bởi vì kính sapphire vòm cong nó đắt là cái thứ nhất cái thứ hai là nó dễ vỡ đấy cho nên các bác chú ý nhé tại sao nó lại làm bằng kính ngách lách nó rẻ hơn và cái độ chịu va đập của nó cũng tốt hơn rất là nhiều à, nếu các bác dùng giữ được thì là tốt nhất còn nếu mà không dùng giữ thì các bác cứ dùng thoải mái đi sau này đôi ba năm chúng ta thay một cái phần kính trắng sapphire vào khoảng tầm bốn năm trăm nghìn la lại ngon đẹp như cũ đấy các bác chú ý rồi thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc mặt màu trắng thép với cọc kim được đánh bóng để tạo ra độ sang, độ hút mắt cho chiếc đồng hồ. Các bác sẽ luôn thấy là cọc kim nhà Seiko luôn luôn có một nửa sáng và một nửa tối nó luôn luôn đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là lung linh với những cái góc nhìn khác nhau. Đó là ưu điểm của cọc kim Seiko. Trông rất là bóng bẩy. và đó cũng là một cái điểm ưu thế của nhà Seiko từ trước đến nay rồi. Đấy. Với chiếc xe này thì nó sẽ trang bị một phần cọc kim phải nói là vô cùng sắc lẹ, đẹp, ấn tượng Trang bị lịch thứ, lịch ngày và kim báo chữ cót Những cái chức năng dùng nhiều nhất ngoài xem giờ Phải nói là thiết kế của con này thì trông rất là đơn giản thôi Nhưng mà đẹp, các bác nhìn thấy cái trải tia ở cái phần kim báo chữ cót này Trông rất đẹp, kiểu dạng những cái quạt đấy Để Ấn tượng Kim dây mảnh đuôi quả chám này Saiko Automatic với 29 chân kính bộ máy phải nói là khá là phức tạp tần số 28.800 automatic có hỗ trợ có tay dừng kim dây hack stop đầy đủ lịch thứ ngày trông rất đẹp nhẹ nhận con này thì các bác nhớ rõ là em còn con SRC 013 con Shinzo AB nữa nhé còn đấy giá cũng xem xem con này và con SRC um, 018 đó là con uh, uh, vỏ rốt và dây da đấy còn nếu các bác thích đơn giản thì cứ bỏ trắng dây thép như này là chuẩn đúng không ạ? Ờ uh, number ở đồng hồ 621 r automatic này, made in Japan này. Đấy, 29 chân kính này, cycle automatic này, chống nước con này là 53 thôi, 50 m đi mưa rửa tay thôi các bác nhé à, 29 chân kính. Thì với con này thì tần số dao động của nó là 28.800 kim trôi rất mượt automatic có hỗ trợ có tay dừng kim giày hack stop đầy đủ Mọi thứ đều rất rất ok trên chiếc đồng hồ này Sai số cho phép là 15 đến 25 giây một ngày Nhưng mà thông thường thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều uh, 10 triệu, 12 triệu 500 ngàn Sorry các bác, tí nói 10 triệu 12 triệu 500 000 Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi Dương rơi vợ bọn em hỗ trợ là 50% Và cam kết lại đến gấp 10 Nếu phát hiện hàng fake mọi thông tin liên hệ em để phía dưới Em tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm như số điện thoại, Facebook, Zalo địa chỉ hàng, số tài khoản ngân hàng để các bác thuận tiện trao đổi. Ờ, tất nhiên đối với những sản phẩm giá trị cao như này, mà các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu gặp trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.